OK, hướng dẫn anh chị em cách chỉnh sửa video bằng Pictory nhé. Đầu tiên mình đăng nhập vào này, sau đó mình sử dụng cái Script to Video nhé. Đấy, mình chỉ cần quan tâm này thôi, nhấn vào đây, sau đó là chúng ta copy cái phần script mà mình đã sử dụng ở trong cái phần ChatGPT nhé. Đặc biệt cái thằng này nó có cái phần hay, đấy là mình sẽ bôi được cái phần highlight này. Những cái phần highlight này mình bôi vào nhé, thì nó sẽ tự động tìm những cái video phù hợp với những cái highlight này để mà nó tạo ra cái video tự động cho mình nhé. Đấy, và đồng thời nó sẽ bôi những cái highlight này có màu khác nhau đó. Sau đó chúng ta nhấn process này, đấy, thì nó sẽ tạo ra chúng ta một cái video tự động. Ở đây chúng ta có rất nhiều mẫu khác nhau để mình lựa chọn nha. Chúng ta chọn một cái video bất kỳ cái nào mà mình cảm thấy phù hợp, cái nào mình thấy thích nha. Thì mình chọn, ví dụ mình chọn cái mẫu này, đấy, hoặc là chọn cái mẫu bên bên này đi. Đấy, chọn cái mẫu dưới này xem nào. À, cái gì liên quan nguồn nước xem nào. Ok, chọn đại cái này đi nhá. Đây là mình có thể sử dụng cái size 16:9 nhá. Ừ, tức là chữ nhật ngang nhá. Đó, chứ là đợi một chút thì nó sẽ gì ạ? Tạo cho chúng ta một cái video đó, như là video đã tạo xong rồi anh chị em nhìn này. Đấy. Chúng ta có ngay một cái video luôn mà chúng ta preview luôn. Đấy. Thì khi mà preview là chúng ta thấy là gì ạ? Là chữ đã tự động vào rồi. À, tuy nhiên thì nó chưa có nhạc và chưa có tiếng, thì bây giờ mình upload cái audio của mình lên, mình upload cái voice over của mình lên nhé. Đấy, mình vào My upload này, mình nhấn vào đây này, mình chọn cái file mà mình đã tạo bằng AI nhá. Đấy, sau đó mình nhấn là entire video, tức là mình sẽ đồng bộ toàn bộ video. Như vậy là gì ạ? Video nó sẽ đồng bộ với cái voice của mình luôn anh chị em ạ, cực kỳ hay luôn. Giữa cái text, Đây cái nguồn voice gốc trong sinh học đó. đã bình thường được lấy từ nguồn bút máy chưa qua Đấy, anh chị xử em lý thấy không ạ? giữa nội cảnh và tạp chất. Như vậy là nó đã đồng bộ rồi. Bây giờ chúng ta cần phải chỉnh sửa một cái video, một số cái hình ảnh ở trong video nó phù hợp với cả cái phần text của mình. Bởi vì có thể là nó lựa chọn nó không phù hợp thì mình có thể thay đổi cái video đấy. Bây giờ mình search một cái từ là Water Kitchen đấy, sau đó mình chọn một cái video nào phù hợp đấy, mình ấn nhấn một cái là nó tự động nhảy vào luôn anh em, cực kỳ dễ luôn đấy, nhấn một phát nó nhảy vào luôn ở đây. Ok nhé, đấy preview phát là nó xem luôn đó. Như vậy là gì ạ? Mình thay video cực kỳ dễ anh chị em ạ. Đó. Hiện nay nguồn nước trong sinh hoạt Đó, gia đình thường anh chị được lấy em từ thấy không nguồn ạ? nước máy chưa qua xử lý chứa nguồn cặn và tạp chất. Đấy, như vậy là rất là nhanh, mình đã thay cái video của cái cảnh đầu tiên nhé. Cái cảnh đầu tiên mình đã thay rồi. Đấy. Thì mình có thể thay đổi cái đoạn video nó có thể ngắn, có thể dài, mình chỉ cắt đúng cái đoạn mà dạ, mình cần thôi. Đó, chứ mình không lấy cả cái đoạn Hiện video đấy. nay nguồn nước Ok trong không ạ? sinh hoạt gia đình thường được lấy từ nguồn nước máy chưa qua xử lý chứa nguồn cặn và tạp chất. Ok, tiếp theo mình lại chỉnh đến cái cảnh 2 nhé. Đấy, cái cảnh 2 thì là cái cảnh mà mình xem cái chữ là có sự ố vàng bám cặn tắc nghẽn này. Đấy, thì mình thử dùng tiếng Việt thôi. Nhưng mà kinh nghiệm của mình là cái tiếng Việt nó không có sử dụng được đâu. Cho nên mình dùng Google, sau đó là mình search những cái từ liên quan đến cái từ khóa đấy. Đấy, xong dùng cái tiếng Anh để tìm kiếm thì nó sẽ chính xác hơn. Chứ còn dùng tiếng Việt tìm kiếm thì nó sẽ không chính xác. Ok không ạ? Nó ra những cái video mà nó không phù hợp với cái mong muốn của mình. Thế thì mình phải lựa chọn cái từ khóa là sao cho nó phù hợp nhất với cái từ khóa ở trong trong cái phần script của mình. Đấy, ví dụ đấy, mình đưa thêm cái phần kitchen vào thì nó sẽ ra những cái hình ảnh ở trong bếp. Đấy, thì mình có thể lựa chọn một cái video nào đó mà mình thấy là phù hợp. Đấy, mình nhấn một cái nó nhảy sang bên này, thế là mình xong cái gì ạ? Xong cái phần thứ hai mình nhấn preview cái thì nó lại xong cái cảnh thứ hai. Đó, như vậy là cứ tiếp tục Điều như này vậy. có thể dẫn đến Đó. các vấn đề như thiết bị trong gia đình bị ố vàng, bám cặn, tắc nghẽn và giặc. Rồi, sau một hồi mày mò nghiên cứu thì mình đã tạo ra một cái video mà mình cảm thấy là khá là ưng ý. Đó, video này mình sẽ xuất ra cho khách hàng xem. Thế thì khi xuất ra khách hàng xem ấy thì mình có cái đường link này anh chị em ạ. Nhấn vào mình copy đường link này, xong mình dán đường link vào trong cái trình duyệt này. Đấy là mình có thể xem được cái video anh chị em Hiện nhé. nay nguồn nước Đấy. trong sinh hoạt gia đình Hiện nay các thường thiết được bị trong gia đình bị ố vàng, bám cặn, tắc nghẽn và giảm tuổi thọ cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh. Do đó, nhiều cá nhân, gia đình và doanh nghiệp đã chọn sử dụng hệ thống lọc nước sinh hoạt gia đình để xử lý nguồn nước và phòng tránh các tác nhân gây bệnh. Hãy đồng hành cùng Thợ Thu Vi. Ok, đấy thì như vậy là chúng ta đã làm xong cái video đã hoàn chỉnh rồi anh chị em nhé. Và mình sẽ xuất cái video này ra này. Mình sẽ ghép với cả cái đoạn mà MC AI nói ấy. Đấy, mình sẽ dùng CapCut để mình ghép với nhau phải ra được cái thành quả giống như là mình mong muốn. Ok không ạ? Good job. Một like.